giờ. Mẹ có cái khớp. Mấy này mình chỉ cách khui thú nha các bạn. Nó hơi nóng các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui bẹ trước anh em. Bẹ trước. Tại vì sẽ bẻ cái này. Anh em nắm cái đường gối nè, bắt ra lại ra. Nó rất là dễ. Anh em thấy chưa? Rất là thơm. Mình hơi nóng nha anh em. Anh em dùng ngón tay anh em bấm cái này nè. Bấm cái này là anh em lấy lỗ mũi ra nè. Anh em xé xuống lấy hầu nè. Đó, còn nãy chỉ nè, là thấy cái này nè, nó nóng quá tôi gặp không được nè. Cái này là nó có cái cách anh em mình khui con thú ra nha các bạn. Khui mình lấy cái bìa nó ra. Khui ra thì bìa, cái bìa thì phải có thứ nhất là tim gan kèo phổi tất cả nha anh em, trừ hai cái ức ra. Hơi nóng quá mình không có cầm sát vô được. Mấy nữa nè, rồi đây là cái bìa nè. Bìa nó là dòm mà nó sẽ gồm rất là nhiều thứ. Nóng anh em. Tôi chạy nước miếng. Thấy vậy chưa, không có sống đâu nha anh em. Anh em nhìn qua video anh em cứ bảo sống, không có đâu. Lâm ngồi không? Lâm ngồi Lâm. Vô điện thoại thì mình sẽ kiểm tra anh em. Thường cái bẹ tu hú nó rất là năng, rất là nhiều trái cây, nhưng sợ nhất là cái đụng đỉnh thôi. Cái đụng đỉnh thì mình né. Còn giấy khác mình ăn. Cái này là cái mây. Cái mây ăn chát á. Chừa ít thôi. Cái sẵn vậy. Chừa ít thôi, nhiều quá ăn chát. Đây cái mây nè, cái này mình ăn được. Mây nè thấy không anh em. Cái nọc. Anh vô game. Đây. Đó, tới phần của mình vậy. Lâu lắm rồi mình không có vô cái bè các bạn ơi. Anh em mình ăn bè thì sẽ nhường thịt cho mấy anh em kia anh em. Đúng rồi. Đó là lực rồi. Em khui ra các bạn ơi. Để gì múc luôn đi anh Long. Ruột bự quá ăn không hết. Bỏ lòng nhỏ nè mà. Bỏ nhỏ lắm. Nhét vô. Con này là con tơ. Để khui ra bớt. Hơi nóng các bạn ơi. Nóng quá. Có lẽ đi quá chạy mẹ cũng chạy. Con nuôi miếng ực ực nè. Quá nóng này rồi mới nướng xong. Mới chín. Ôi, nó các bạn thấy chưa? Bốc khói luôn. Bốc khói nè. Bốc khói không? Đó. Đúng lắng. Đúng lắng. Ồ. Cái này mấy anh em nhường cho Long nha các bạn. Tại vì Long bị gãy bị sườn. Long ưu tiên được bồi bổ. Bị là nguyên si luôn nha các bạn. Tôi muốn lâu lắm rồi mới ăn được cái này. Bây giờ mình chấm vô cho nó ngập ngập đi. Chắc cái này phải nhét vô quá, bự quá rồi. Thì làm sao dứt cho hết á, chứ bịa là không có được cắn ra. Cái người nào bạn vô mà anh em nha. Cái người nào ăn bịa thì ráng nhét vô. Hết nói chuyện được luôn rồi. Ủa quá. Tôi, tôi. Nó quỳ nó gì vậy? Có vô nước không Long hay là cái cây gì không? Khui cái kia ra cho em hửi cái nha. Bà không được ăn bà cũng phải hửi cái chứ. Không có. Mẹ à. Rồi tới tôi. Mẹ của anh Sầu Ca các bạn. Thì tôi là thích trải nghiệm cảm giác mạnh hơn, tôi không có kiểm tra các bạn. Khói bốc từ ở đây xuống đây, cái mặt nằm dưới đây. Đó. Đó em thấy chưa nè, gục ngang thấy không? Béo. Quá rồi nè. Tới dưới luôn rồi nè thấy không? Tôi sẽ chấm cái này. Tôi bự hơn Long bạn. Tôi cố gắng rồi nè, hết nữa. Cái mày không à. Trời ơi cái bộ râu à, thấy thèm chưa? Cái mày nè. Học quay không? Quá thật đã. Ăn nghiệp quá thật, ăn nghiệp rồi. Ngập mồm á. Đó rồi mồm. Ngồi xong rồi đó. Giờ thôi anh em ơi, tiếp mình, tiếp mình ăn thịt anh em ơi, khách bẻ ơi. Ăn mấy cái này các bạn. Khách bẻ ơi. Xong rồi, xong rồi đó. Rồi nhét tay vô nè. Mình ăn thịt. Chừng mở không? Rồi thôi. Rồi xong đi anh ơi. Cái này mình đi chỗ khác đi. Để cho anh em ăn. Thôi. Tắt hả? Hả? Tắt à?